thì cái chuyện này sau này những cái phần mềm lớn, ví dụ như là architectural desktop để vẽ các công trình kiến trúc, hay là building system để vẽ các công trình cơ điện, gồm có dựng cả một cái tòa nhà lên, chúng ta vẽ hệ thống điều hòa không khí, cấp thoát nước, hệ thống điện vào đó vân vân, thì những cái này nó phải được tuân theo một cái chuẩn nhất định, bởi vì chúng ta có tới vài trăm ngàn chi tiết ở trong cái bản vẽ của chúng ta. Là bây giờ chúng ta quay lại chỗ này, chúng ta xem coi chúng ta tổ chức cái gì. Chúng ta lại tiếp tục di dời chuột lên cái trình đơn format ở trên, và chúng ta chọn cái trên cùng, đó chính là layer. Layer chính là lớp. Những cái đối tượng của chúng ta click vào đó. Các đối tượng của chúng ta nó sẽ nằm trên cái layer đó. Cái layer đó có cái màu sắc đường nét quy định như thế nào để chúng ta nhìn thấy ở đây. Cái status chỗ này, tức là cái tình trạng của nó, là chúng ta thấy đâu có cái dấu duyệt. Tôi lưu ý quý vị các bạn nè, ở đây thứ nhất chúng ta có một cái là new layer, tức là chúng ta tạo mới. Hoặc quý vị các bạn thấy ở trong cái ngoặc là cái phím đó đó, là chúng ta có thể kết hợp giữa hai cái phím đó trên bàn phím. Thứ hai nữa, nút kế bên có dấu duyệt, dấu chéo như thế này màu đỏ, tức là chúng ta xóa layer đó. Cái thứ ba đó là chúng ta có set current layer, tức là chúng ta trong cái bản vẽ chúng ta có nhiều layer, và chúng ta sẽ đem cái layer nào lên hiện hành, tức là đem lên trên cùng để chúng ta thao tác nó. Bây giờ tôi sẽ tạo mới nó, tôi click vào đây. Tôi nói là cái nét tôi gõ layer này tôi gõ là cơ bản. Sau đó tôi enter từ bàn phím một lần để kết thúc cái lệnh đó, và enter một lần nữa để tạo cái layer mới. Lúc này chúng ta thấy là AutoCAD tự động chào mời chúng ta một cái tên, tên là layer 1. Chúng ta gõ ở đó, tôi nói đường khuất. Đó, tức là những nét khuất, nét B trên 2 sẽ nằm ở đây. Chúng ta enter, enter một lần nữa. Giờ chúng ta nói là nước nét tâm hay là nét trục, tức là những cái đường tâm, đường trục nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta enter ở đây. Chúng ta enter hai lần thì chúng ta thấy là đó, nó sẽ là đường trục như vậy, thì chỗ nào mà đánh chữ trên cái layer này sẽ nằm ở đây. Chúng ta enter nữa và chúng ta nói là chỗ nào mà kích thước, tất cả những kích thước sẽ cho vào cái layer này. Chúng ta enter một lần nữa, enter một lần nữa từ bàn phím, và chúng ta cho là đây là phần vật liệu. Vật liệu tức là những cái vật liệu mặt tô mặt cắt của đối tượng. Tức là về mặt cơ bản thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta có thể tạo ra các cái layer như vậy đó, về cơ bản trong cái quá trình học của chúng ta. Thì sau này quý vị các bạn thấy cảm thấy thích, ví dụ như trong yêu cầu thực tế của chúng ta có cái layer tên là bóng đèn chẳng hạn, hay là chúng ta có cái layer thì chỉ chứa bàn thôi, ghế thôi, vân vân, thì cái số layer là rất rất nhiều. Nhưng mà hết sức lưu ý, trong một cái cơ quan, một đơn vị mà nếu chúng ta tạo cùng làm trên một cái công trình mà mỗi người tạo mỗi một layer khác nhau, tự đặt tên ngẫu nhiên, thì nó dẫn tới cái chuyện là chúng ta rất là khó trong cái chuyện in ấn và tổ chức bản vẽ sau này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh xem những cái thuộc tính khác của cái layer này trước khi chúng ta bắt tay vào thực hiện cái quá trình vẽ đó. Thì quý vị các bạn thấy này, ở đây cái nút on ở chỗ này nè, cái name ở đây này, chúng ta thấy là cái tên của layer rồi. Cái trạng thái mà on ở đây nè, chúng ta thấy on cái chỗ cái vị trí mà trỏ chuột, thì tức là cái layer đó có cái bóng đèn sáng này, nếu mà chúng ta để trạng thái on tức là nó thấy, thì cái đối tượng nào nằm lên layer đó được thấy đó. Tức là nó hiển thị trên bản vẽ. Cái free ở đây thì tôi cũng có cái đặc tính tương tự giống như on off, nhưng mà tôi không đề cập ở chỗ này, bởi vì nó có một cái hơi khác về cái chuyện mà nó cập nhật dữ liệu thôi. Thành ra là tôi thấy là ở chỗ này, nếu chúng ta ở cấp độ cơ bản, ta tạm thời không đề cập ở chỗ đó. Chúng ta nói tới cái lock ở chỗ này, chỗ cái lock đó. Quý vị các bạn thấy cái tính năng, cái thuộc tính là lock đó, nếu mà chúng ta bấm cái ổ, bấm vào trên cái ổ khóa mở nè, ta click cái ổ khóa đó chúng ta click ổ khóa đó, chúng ta thấy cái ổ khóa này được đóng lại nó đóng lại. Cái layer nào mà bị bấm cái ổ khóa đó, nó khóa lại đó, thì quý vị các bạn thấy là đối tượng nằm trên đó thấy, mà chúng ta không thao tác lên nó được, không chọn được, không di dời được, không xóa được đó. Thì đây, nếu mà chúng ta vẽ trong cái quá trình vẽ của chúng ta, chắc là quý vị các bạn thấy là chúng ta hoàn chỉnh cái đối tượng, cái bản vẽ rồi, chúng ta cần để cho cái thước, thì chúng ta có thể khóa tất cả các layer khác đại để chúng ta có thể không có lỡ tay mà xóa đi cái đối tượng chúng ta đã tốn nhiều công sức vẽ ra. Bây giờ chúng ta quay lại cái hộp thoại của chúng ta, chúng ta nói là vậy thì tôi sẽ bấm bỏ cái chỗ này, tức là tôi mở ổ khóa ra đó. Về cái màu sắc color thì quý vị các bạn thấy nè, ở đây tất cả đều là màu trắng. Điều này nó liên quan tới cái chuyện mà chúng ta vẽ bản vẽ của chúng ta. Chúng ta bấm vào white ở đây, chúng ta thấy ở đây có 256 màu trên cái hộp thoại màu này, gọi là ACI này, chỗ này tức là AutoCAD Color Index, tức là bảng màu của AutoCAD đó.
bản gì thì màu của AutoCAD. Chúng ta thấy bên này là cái trang thứ hai là True Color, ta bấm vào đó là True Color. Chúng ta thấy cái Color Book ở trang thứ ba. Tất cả những cái màu này chúng ta đều có thể chọn để gán cho các layer. Tất cả AutoCAD được tạo ra, nó chuẩn bị sẵn công cụ cho chúng ta để chúng ta làm điều đó. Nhưng mà tại sao chúng ta không chọn? Tất nhiên là tại thời điểm này quý vị các bạn không nên chọn nhiều như vậy, bởi vì khi chúng ta chưa rành đến cái chuyện in ấn, sự phụ thuộc của màu sắc đó, cái những cái kiểu in đường nét vào cái màu sắc của đường nét, thì quý vị các bạn không nên chọn những cái chuyện nó quá màu quá phức tạp. Sau này khi chúng ta đã trở nên quá là thành thạo về chuyện đó rồi thì chúng ta muốn chọn cái gì cũng được, chọn màu nào cũng được, tùy ý chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta quay lại cái bảng màu đầu tiên, Index Color. Chúng ta có 256 màu, thì tôi đề nghị quý vị các bạn là ở cái thanh màu chuẩn ở dưới nè, gọi là Standard Color ở đây. Thì quý vị các bạn thấy nè, tôi chọn ở đây là màu số 1. Tôi không gọi là màu đỏ hay đâu, thì bây giờ có rất là nhiều màu đỏ ở đây. Tôi click vào màu số 1 ở đây. Và tôi click OK. Như vậy thì nét cơ bản sẽ mang màu số 1. Nét B. Vậy thì nét B trên 2, nét khuất. Tôi click vào cái chữ Y ở chỗ này. Và tôi chọn cái màu là màu kế tiếp của đó. Tôi có thể đánh số 2 cũng được, Index Color. Bây giờ các bạn thấy là Index Color là số 2, ta click vào đó là cái màu vàng. Click OK. Vậy thì cái đường trục là nét B trên 3 thì không thể cùng màu với lại hai cái layer trên. Chúng ta click vào Y ở đây và chúng ta chọn cái màu số Index Color là màu số 3. Rồi ta click OK. Chúng ta chọn cái layer chữ ở đây nè, thì chữ nó khác màu sắc đường nét với lại bề dày nét so với lại cái layer trên. Do vậy chúng ta click vào đó, chúng ta chọn màu số 4. Chọn khác màu thôi, quý vị các bạn có thể chọn màu khác nhưng cũng được, không sao hết. Nhưng mà chúng ta phải rành cái kiểu in ấn đã, không thôi thì chúng ta sẽ khó khăn cái chuyện in ra. Chúng ta click OK. Vậy thì kích thước ở đây có thể, những chỉ số kích thước mà tôi hướng dẫn quý vị các bạn để chúng ta cho trong phần bài của chúng ta đó, vẫn có thể chọn màu số 4 được. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta chọn như vậy đó, quý vị các bạn thấy nè, cái layer chữ và layer kích thước là nó hai cái đường nét, bề dày nét có thể cùng với nhau. Do vậy chúng ta có thể chọn cùng cái màu đó được. Click vào màu số 4. Và chúng ta click OK. Vậy thì đến vật liệu, chúng ta chọn màu số 5. Đó là màu xanh dương đậm ở đây này, chúng ta click vào đây. Click OK. Vậy thì qua cái phần lifestyle ở đây nè, quý vị các bạn thấy nè, nó có cái đường nét. Vậy thì cái nét ở đây ta click chuột vào cái chữ Continuous. Chúng ta thấy một cái hộp thoại là Select Lifestyle. Đó. Ta click lên đó. Chúng ta thấy trên cái hộp thoại này nè, cái nút Load. Chúng ta click vào Load, tức là tải đường lên á, thì nó hiện ra một cái hộp thoại. Trong đó có chứa rất là nhiều cái dạng đường. Tất cả những cái dạng đường nó được chứa trong cái file tên là acad.iso.lin, tức là line đó ở đây. Rồi cái phần mở rộng đó là lin ở đây. Nếu mà chúng ta tìm ở trong cái phần mềm AutoCAD những phiên bản trước thì chúng ta sẽ chọn là acad.lin. Chúng ta sẽ sửa nó trong đó nếu chúng ta muốn tạo những cái dạng đường nét mới. Bây giờ chúng ta mới di chuột xuống ở cái thanh trượt này nè. Đó, chúng ta trượt xuống phía dưới. Nó có nhiều dạng đường chúng ta muốn, nhưng mà đây là thôi thì chúng ta chọn ở đây là center. Để cho dành cho đường trục. Chúng ta bấm phím control, giữ control trên bàn phím. Xong chúng ta di chuột xuống phía dưới. Chúng ta chọn đường hidden ở đây. Và ta click OK. Như vậy thì đường khuất, cái layer khuất, chúng ta chọn hidden. Ta click OK. Để gán cái đường nét đó cho cái layer khuất. Với cái đường trục chúng ta làm tương tự. Chúng ta chọn continuous ở đây nè. Ta click vào đó. Và ta chọn center. Từ cái dạng đường mà chúng ta tải ra đó. Xong chúng ta click OK. Sau khi quý vị các bạn làm được chuyện đó rồi thì về mặt cơ bản mà nói thì những cái thao tác ở đây đó là chúng ta đủ để có thể làm bản vẽ được rồi. Bây giờ chúng ta phải xem coi những cái tính năng còn lại nó có ý nghĩa gì. Chúng ta thấy ở đây nè, nhìn đến cái hộp thoại chúng ta thấy nè, đó. Trên cái hộp thoại này chúng ta còn cái phần kế bên là Lightway. Chúng ta trượt cái con trượt này qua đây để chúng ta nhìn cho nó dễ. Cho thấy là Lightway, tức là cái bề dày của nét. Tất nhiên là AutoCAD bấm vào cái chỗ này nè, đó, chữ default, chúng ta thấy những cái dạng đường nét khác nhau.
Tất nhiên chúng ta có quyền chọn những dạng đường nét này, dày mỏng khác nhau để thể hiện cái nét vẽ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không nên, bởi vì một cái bản vẽ AutoCAD mà lại có nét đậm nét lợt giống như là vẽ tay, thì nó đâm ra nó gây ra cái chuyện khó khăn cho cái người mà họ thao tác hay quan sát cái bản vẽ đó. Do vậy mà thường thường trong cái quá trình vẽ thì hầu hết người ta sử dụng AutoCAD bằng cách là người ta phân biệt cái nét vẽ đó theo màu, và chỉ khi nào in ra thì người ta mới quyết định rằng cái nét đó, ví dụ cái nét màu đỏ in ra là 1 mm chẳng hạn. À, đó, cái nét kia, cái nét mà bedding 2 đó, lúc đó chúng ta in là 0,65 mm, hay là nét bedding 3 là nét nhỏ nhất, lấy chúng ta lấy là khoảng chừng là 0,35 mm, thì lúc đó chúng ta in ra nó có cái bản vẽ, đúng không nè. Vậy thì chỗ này chúng ta click cancel để đóng cái hộp thoại đó. Và chúng ta click OK ở đây. Về cơ bản là chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta mới di chuột lên trên cái thanh quản lý layer ở đây nè, chúng ta bấm vào cái mũi tên chút xuống đó. Và chúng ta chọn cái layer gọi là layer đường trục. Khi chúng ta click chuột vào đây thì tức là cái layer đường trục đã được hiện hành lên, và chúng ta sẽ vẽ ra trên cái đối tượng của chúng ta là như vậy. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình hồi nãy. Quý vị các bạn xem lại cái hình mà chúng ta bắt tay vào vẽ. Chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chuyển sang cái bản vẽ đó chúng ta xem. Đó, đầu tiên tôi sẽ vẽ hai cái đường trục này. Đó, tôi vẽ hai cái đường trục này. Cái kích thước đường trục này, ví dụ tôi có thể vẽ hai đường trục ở đây. Tôi có thể là khoảng cách từ đây này là 30 mm, tôi sẽ offset xuống 30. Tôi nói cái nguyên lý này quý vị các bạn theo dõi trong quá trình vẽ. Chúng ta thấy từ đây đến đây nè, từ cái đường trục lên tới trên này là 40 mm, thì thay vì tôi đi vẽ cái đường này thì tôi chỉ cần offset từ dưới này lên đây là 40 mm. Đó. Cái khoảng cách từ cái đường trục này nè ra tới ngoài cùng này là 60, thì chúng ta cứ offset nó ra 60. Chúng ta biết cách vẽ vậy. Từ dưới đường này nè lên tới cái đường màu vàng ở đây là chúng ta thấy nè là 10 mm, thì quý vị các bạn có thể offset lên 10 mm. Tương tự các cái thước đó. Bây giờ quý vị xem chúng ta thao tác như thế nào. Chúng ta quay lại cái bản vẽ của chúng ta. Ta click vào Windows, chúng ta chọn cái bản vẽ của chúng ta, ta gõ Beeline từ bàn phím. Lệnh này chúng ta biết là vẽ Polyline, biết rồi. Chúng ta Enter. AutoCAD hỏi chúng ta là điểm bắt đầu đâu. Người ta nói là ta click đây một điểm, và ta chỉ chọn cái điểm thứ hai. Quý vị các bạn di dời chuột cho thấy là à đó, nó di dời chuột giống vậy. Nhưng mà để cho nó đảm bảo là song song với hai trục, thì ta thấy cái chữ phía dưới, góc dưới của màn hình nè, cái chữ đây nè, dưới cùng của màn hình nè, chỗ vị trí rõ chuột, tức là Auto. Đó, chúng ta click vào Auto cũng được. Nhưng mà làm vậy thì nó phức tạp quá. Chúng ta chỉ đơn giản là gì, chúng ta di chuột lên cái vùng đồ họa, và ta bấm phím F8 từ bàn phím. Thì lúc này cái đường này bảo đảm chỉ song song với hai trục thôi, không thể đi xéo hay là đi nghiêng được, mà chỉ đi đưa hai trục thôi. Chúng ta click vào đó và chúng ta Enter để hết cái lệnh đó. Chúng ta thay vì gõ lại lệnh Polyline, chúng ta Enter, thì chúng ta lại vẽ một cái đường khác. Lúc này F8 vẫn còn, ta chọn